các bạn, giới thiệu với các bạn đây là dàn cà chua cherry trái cây của nhà mình. Nó là thuộc cái dòng cherry da xít cho các bạn. Cái dòng này nó khá là sai trái và cây khỏe. Cây của như dàn nhà mình đấy, cây nó dài cỡ bo cỡ 3,5 m rồi mà nó vẫn còn bo. Các bạn thấy không? Trái non và hoa còn khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn quá trình trồng cái dòng cà chua cherry trái cây này nhé. Với cái phương pháp này á, phương pháp trồng này thì nó phù hợp với tất cả các cái dòng cà chua trái cây, ví dụ như là Nova hay là Canary và các cái dòng cherry khác, đều các bạn đều có thể áp dụng tốt. Bây giờ các bạn tham khảo nhé. Đất để gieo hạt cà chua thì mình sử dụng mun dừa đã xử lý và phân trộn quế. Mình sử dụng 70% sơ dừa, mun dừa đã xử lý và 30% phân trộn quế. Mình sẽ trộn đều lại. Sau khi trộn đều thì mình sẽ cho đất ra này cái ly uống nước mía như thế này để gieo hạt. Cái ly này mình để cắt ở dưới đỉnh này để thoát nước, nhưng các bạn mình dùng kéo mình cắt rồi. Mình sẽ cho vào đây. Em nhé. Sau khi mình cho đất vào ly xong thì mình sẽ tưới ẩm đất. Tưới ẩm trước khi gieo nhé các bạn. Chứ không khi mình gieo xong mình tưới thì đất sẽ lún xuống, làm hạt của mình sẽ bị nghiêng ngửa. Sẽ tưới trước khi gieo. Hạt cà chua của mình sau khi ngâm với nước ẩm 4 tiếng thì mình đem ủ với khăn giấy ẩm, giấy vệ sinh, giấy vệ sinh ẩm các bạn. Thì chân nó đã dài như thế này rồi các bạn. Mình để hơi lâu cho nên chân nó dài như thế này rồi. Giờ mình sẽ đem đi gieo. Mình sẽ ấn một lỗ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay của mình thôi, đừng ấn quá sâu nhé. Đột sau đó mình cho cái phần trắng này cắm xuống. Sau khi mình bỏ hạt xong thì mình sẽ lấp nhẹ lại. Lấp nhẹ lại và bỏ nơi mát nhé các bạn. Mình bỏ nơi mát, khi nào hạt nó nảy hay là mầm lúc đó mình mới đem ra nắng để phơi. Các cái ly khác, hạt khác thì mình vẫn làm tương tự như thế. Cà chua cherry của mình như thế này là đã đi trồng được rồi nè các bạn. Vì mình gieo ở cái chậu nhỏ cho nên như thế này là mình đã đi trồng được rồi. Nếu các bạn gieo ở cái chậu lớn hơn thì các bạn nên để nó lớn gấp đôi như thế này rồi mới đem đi hạ thổ đi trồng nhé. Vì kia mình gieo ở chậu nhỏ cho nên như thế này là mình đã đi trồng được rồi. Và nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để uốn gốc cà chua, để khoanh gốc cà chua luôn. Nên mình sẽ đặt như thế này. Nếu các bạn cây lớn nó gấp đôi thì các bạn dài ra tới này thì các bạn sẽ khoanh gốc dễ dàng hơn. Như cái nhỏ như thế này thì mình sẽ trồng và chia sẻ cho các bạn cái cuốn luôn. Còn ở cái chậu của mình thì một chậu dùng chậu lắp ghép, mình dùng một cuốn không như thế này là một cây. Mình trồng 5 cây, có 6 cây nhưng mình lựa chọn 5 cây khỏe nhất để mình trồng. Đất trồng cà chua thì mình sử dụng đất xen canh là đất trồng rau để ủ trồng cà chua. Các bạn trồng cà chua thì các bạn nên nhớ là trồng xen canh nhé. Đất này là đất trồng rau mình đã ủ với rác nhà bếp theo phương pháp là cải tạo đất để trồng cây ăn lá. Phương pháp đó thì mình đã chia sẻ trên video là cải tạo đất để trồng cây ăn lá, các bạn có thể vào để tham khảo. Ngoài cái phương pháp đó thì còn có phương pháp là ủ đất siêu tốc, các bạn có thể xem để có thể mình phù hợp với phương pháp nào để làm đất theo phương pháp đó, phù hợp với đường vườn của mình ấy. Khá là tới sổ các bạn, mình ủ. Trong quá trình mình ngâm hạt, ủ hạt cây cua thì mình đã làm đất rồi. Trước khi trồng thì mình sẽ bổ sung cho nó thêm một ít trấu hùi. Trấu hùi là loài này nè các bạn. Một nắm lân nhỏ. Nắm lân như thế này nè các bạn, để kích rễ cho cây. Nếu các bạn không dùng phân lân bột này thì các bạn bón phân dơi nhé. Phân dơi nhiều lần lắm. Và một nắm chia đôi để mà.
Giờ mình sẽ bón thêm một ít phân chuông nữa. Phân chuông đã hoai mục. Đó, mình ủ đặc bếp cho nên là mình bón một ít phân thôi. Nếu các bạn mà đất này mà không ủ đặc bếp ấy, thì các bạn bón thật nhiều phân chuông vào. Sau đó mình trộn đều lên. Sau khi trộn đất xong thì mình sẽ đi trồng cây cà chua. Đối với cái chậu vuông của mình thì mình trồng xẻo như thế này. Có cây nằm xẻo như thế này này các bạn. Để cho bo tới đây và khoanh gốc cái phần giữa này. Cái phần gốc ở phần giữa này á, thì nó sẽ mọc rễ làm cho cây cà chua mình nó khỏe hơn. Mình trồng mình sẽ nghiêng 45 độ nhé. Trước khi trồng mình sẽ nốt một lớp phân hương quế. Và mình cho cây nghiêng 45 độ. Mình sẽ rưới thêm một ít phân hương quế lên đây. Các bạn không có phân hương quế thì các bạn có thể dùng phân bò hoai mục. Sau đó mình lấp đất lại. Mình lấp phần gốc thôi, mình chưa cái phần thân ra nhé, mình chưa lấp phần thân nhé. Khi nào hắn bò ra tới ngoài này là mình mới lấp phần thân nhé. Khoảng giữa chéo giữa hai cây như thế này, khoảng trống như thế này, mình sẽ bới lên và mình sẽ bỏ vỏ chuối vào đây. Nếu các bạn có đầu cá thì càng tốt, còn không thì mình bỏ vỏ chuối hoặc rạc bếp vào ở những cái khoảng trống xen kẽ giữa hai cây như thế này. Các bạn đừng bỏ sát gốc hoặc là đừng đè lên gốc, mình chỉ bỏ xa gốc ra. Bỏ chuối bổ sung kali cho cây. Mà mình phủ đất lại. Mình không cần rải chi đâu được má đâu. Mai một vài bữa cây nó bén mình sẽ tưới imo. Nếu các bạn không có imo thì các bạn tưới chế độ để má hoặc là rải chế độ để má. Bên này xẻo thì bên này có hai khoảng trống cho mình bỏ rạc ở hai bên này. Mấy cây khác các bạn trồng tương tự như vậy nhé. Cây của mình sau 2 ngày trồng thì nó đã cong đầu lên như thế này này các bạn. Giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để uốn gốc cà chua nhé. Uốn gốc cà chua như thế nào cho nó khỏi bị gãy gốc. Mình sẽ dùng hai cái que. Mình sẽ ấn từ từ như thế này cho nó. Các bạn đừng có đè sát đất quá mà hắn gãy gốc nhé. Đè vừa vừa như thế này thôi. Nó cứ dài ra thì mình cứ đè như thế này cho tới khi cái đọt nó bo tới cái gốc, cái cọc của mình để cho nó léo là mình dừng. Cái bên này mình cũng làm như thế. Cho cái thân nó nằm xuống, nằm nhẹ nhẹ đã, mình muốn từ từ, đừng đè sạt quá mạnh mà nó gãy. Mấy cách khác các bạn vẫn làm tương tự như vậy nhé. Cây của mình nó bo gần tới cái cọc léo rồi nè các bạn này. Khi mà hắn bo tới ở đâu á, thì mình cứ dích cái cây đe ca như thế này, dích cho tới khi mà nó tới cái gần cái cọc là mình dừng lại, mình để như thế này. Khi cái thân cái đọt này, cái ngọn này nó mà bu cọc cỡ 50 đến 60 cm thì lúc đó mình mới khoanh vuông gốc đổ đất lên đây nha các bạn. Bây giờ như thế này mình cần để như thế. Khoan đã rồi là đổ đất lên nha. Bây giờ mình đổ đất lên thì cái thân này nó còn non, nó sợ nó hư á.
cây cà mình đang lớn như thế này hẳn nó có những cái đọt như thế này thì mình ngắt giụt luôn. Mình ngắt bỏ này các bạn này. Mình để sức để nuôi một thân tính thôi, nó có hoa rồi mình cũng ngắt luôn. Mấy cái khác các bạn mình cứ làm như tương tự như vậy. Cái chỗ của mình khi cao được 50cm thì mình sẽ lấp gốc. Mình sẽ dùng đất để lấp gốc để cho khi đoàn thân lúc mình cho nằm xuống cho nó ra rễ. Trong cái thời tiết mà mưa nắng thất thường thì mình sẽ rải vôi dưới gốc cây để chống sốc nhiệt. Hoặc nếu các bạn không rải vôi thì các bạn có thể pha nước vôi trong để tưới, để xịt lên cây hoặc tưới cây. Đây thì mình rải ở dưới gốc, rồi sau đó mình tưới nước lên thôi. Các bạn dùng vôi thường nhé, vôi nông nghiệp chứ đừng dùng vôi tinh vôi mà sinh nhiệt nóng vào cái cây đấy. Cao của mình bắt đầu để hoa rồi các bạn, nở hoa rồi, cho nên hôm nay mình sẽ đi xịt canxi bo cho nó. Mình sẽ xịt canxi bo trước khi nhú nụ cho đến khi sau này khi nở 10 ngày mình xịt 2 lần nha các bạn. Canxi bo là có 10 ngàn mình mua ngoài tiệm nên các bạn mua về thì phá theo tỷ lệ. Đều cây luôn, mình xịt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, nhưng mà theo mình thì tốt nhất là xịt vào buổi sáng sớm. Cây của mình đã ra hoa và bắt đầu đầu quả non. Hôm nay mình sẽ đi bón phân cho nó, bón phân để bổ sung để thúc hoa cho hoa nó nở và đầu trái được nhiều. Các bạn nhà mình mà có vỏ chuối á, thì mình rải một ít dưới này luôn nhá. Nếu không có thì thôi cũng được, có vỏ chuối để mà tăng kali cho cây thôi. Các bạn không có thì thôi. Mình bón một gốc như thế là 1 kg phân trùng quế, hoặc phân bò hoặc phân gà. Gà các bạn có phân gì thì các bạn có bón đó nhé. Sau đó mình bón thêm cỡ 1,5 kg đầu húi nhé, 1,5 kg đến 2 kg đầu húi. Trộn đều lên và phủ đều một gốc cây. Đối với cây chua thì mình bón 2 tuần một lần phân dàn mỏng thôi. Và bình thường cứ trong tuần thì các bạn cứ tưới đều đặn cho nó là các cái hữu dòng hữu cơ tự ủ như đạm cá hoặc gì chuối hoặc bả đậu tương hoặc được lạc nhà bếp. Các bạn có ủ được loại gì thì các bạn tưới cho nó cứ tuần 2 đến 3 lần. Sau khi trộn xong thì mình sẽ dàn đều. Sau khi mình dàn đều thì mình sẽ phủ thêm cho nó một lớp đất này nhé các bạn, để mà che phân đi cả khô nhé. Mình sẽ đổ phân cho nó để mà lấp, đổ đất cho nó để lấp phân đi kẻ mà trời nắng nó khô phân hết nhé các bạn nhé. Đối với cà chua trái cây thì mình phải tỉa cành cho nó. Đầu tiên là lá này, lá các bạn tỉa cho thoáng gốc mà tỉa đừng quá nhiều nhé. Thứ hai này là tỉa cách tỉa cành. Với cà chua trái cây thì ở lên tới chan, cách chan cỡ 20-30cm thì mình để cho nó chẻ nhánh ra chữ Y đầu tiên. Từ hai cái nhánh của chữ Y đầu tiên này thì mình sẽ để trên này cái nhánh thứ nhất là mình để ra 3 chữ Y. Và nhánh thứ hai mình để ra 3 chữ Y. Tổng cộng cả một cái cây là 7 chữ Y đó các bạn. Còn mấy cái nhánh phù nhỏ khác thì mình vặt hết nhé, để cho sức cho cây nuôi trái. Giá xích của mình cũng đã ra trái khá là nhiều rồi đây các bạn. Giai đoạn nuôi trái thì mình cần tưới dịch chuối và đạm cá tuần 2-3 lần nhé. Và mình phải bón cho nó những cái dòng phân chân phân chuông hoặc phân tự ủ là cứ 10 ngày một lần nha các bạn. Đây là những cái lá mình chăm chỉ tỉa những cái lá ra đi bác. Các
bản để mà tập trung dinh dưỡng để nuôi trái cho cây, cho cây nuôi trái. Với lại là các cái trên các cái nhánh nhé các bạn, các cái nhánh mà mình có những cái mầm non á thì mình vặt đi nhá. Ví dụ như cái nhánh trên này chẳng hạn nó cao quá đi, thì như cái nhánh này này nó có những cái mầm non ở bên nách á, những cái nách giống như ở những cái này các bạn, mình vặt hết này, mình vặt hết để cho mình nuôi cái nhánh giữ y chính thôi. Những cái nhánh non như thế này này các bạn, mình vặt dùng đi. Với cái chuối giá xích trái cây này thì mình nói nhắc lại một lần nữa nhé các bạn, để nhánh này bắt đầu lên gian cái là các bạn để chữ y đầu tiên là hai nhánh này. Trong hai nhánh này thì bên này mình để ba nhánh và cái nhánh bên này mình để ba nhánh, tổng cộng là có 7 nhánh chữ y. Các bạn đừng có để nhiều cái nhánh con, để ra nhiều mà cái quả của mình nó không được nhiều và không được to nhé, làm cho cây mình yếu đi, cho nên mình phải tỉa. Cà cherry của mình cũng đã lên màu rồi này các bạn. Nếu đã lên màu vàng đậm thì các bạn phải đợi cho nó đậm, đậm thật đậm vàng và lúc đó quả nó mới ngọt được. Và các bạn chú ý này, nếu mà là cà chua của mình mà có hiện tượng xấu thì mình sẽ chú ý bắt xấu nha, vì nó hay ăn quả lắm, như mình nó ăn nó rụng cả mớ quả luôn các bạn. Trong lúc trong cái giai đoạn này thì mình nhớ tỉa những cái lá ra đi và những cái nách á, cả cái nách cây mà hằn mọc cả cái chôi phù á, như thế này này các bạn này, chôi phù á. Đấy, như những cái chôi phù như thế này thì mình ngắt đi nhá, ngắt đi để cho cây nó tập trung dinh dưỡng để nuôi quả. Mình vẫn tưới đều đều cho nó dịch chuối nhá, để cho quả nó ngọt hơn. Với bón phân dưới gốc thì các bạn cứ 10 ngày các bạn rải cho nó một lượng mỏng nhé. 10 ngày thì mình rải cho nó một lượt mỏng, tuần đi 2 đến 3 lần mình tưới dịch chuối, pha loãng, thỉnh thoảng thì có pha loãng đạm cá tưới cho cây, để cho cây cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi trái. Cây của mình trái non con đầu khá là nhiều. Đối với dòng cà chua trái cây thì lên bắt đầu lên gian cái là mình tỉa cành liền, mình tỉa chữ y cho cây liền, nó không giống với cà chua bích tuộc leo gian bích tuộc quả to. Đối với cà chua bích tuộc quả to thì mình để lên gian cho để nhánh thoải mái, sau đó ra quả mình mới tỉa. Nhưng cà chua cherry này, trái cây này mình tỉa trước khi lên gian. Bắt đầu lên gian thì bắt đầu tỉa, tỉa từ đầu. Hôm nay mình sẽ đi bón thêm phân bổ sung ở dưới gốc cho cây. Ở dưới gốc cây thì mình bỏ một số chậu cải cầu vồng. Ồ, đất các bạn thấy không? Đất của mình khá là tốt, giun không, giun quế rồi đó. Nhiều vô kể đó các bạn, khá là tốt. Ở dưới các bạn thấy phân trun nó y đây như thế này, giờ không biết bón phân kiểu gì luôn. Đỡ tốn phân. U chà ơi, khiếp chưa. Đấy, mình bỏ ở dưới và khi mình giơ cái chậu lên thì trun cả cái này là con mà trun to to này, nó không phải là trun hổ đâu các bạn. Cái loài này là trun quế mà thuộc rừng lái, trun ẩn ấy, có nó làm sụp đất chứ không phải giống như trun hổ của nhà mình làm un tắc đất đâu. Nhiều lắm, khá là nhiều nè các bạn này. Úi giời ơi. Giờ mình sẽ bón ít phân lại. Mình trải một ít lớp phân mỏng, phân trùn quế thôi. Trùn, mấy anh trùn này làm mình đỡ tốn phân biết bao nhiêu. Mình trải bổ sung thôi. Cao của mình đã chín vàng rồi này các bạn này. À, vì đấy là dòng cà chua trái cây cho nên á, là mình giai đoạn mà chín như thế này á, thì mình cứ tưới dịch chuối thường xuyên cho quả nó ngọt nhé. Còn nếu cái cây của mình mà nó quá tốt, như cây của mình đây là quá tốt này, trái non ra khá là nhiều, bây giờ mà cây nó bò ra tới ngoài dài mà hoa còn khá nhiều. Nếu các bạn muốn cây mà quả to nhanh và nhanh chín thì các bạn gắt đọt như cây này, gắt đọt đi các bạn, gắt đọt để cây tập trung nuôi trái, trái của mình to nhanh và chín nhé. Và
đây, dàn cherry trái cây của mình đã chín vàng rồi này các bạn. Đối với cái dòng trái cây này ấy, thì các bạn phải đợi cho nó chín đậm, thật là đậm màu ấy, lúc đó quả nó mới ngọt được. Và bây giờ mình sẽ đi lừa những cái chùm vàng đậm mình hái trước. Chúc các bạn có một gian ca đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt các bạn.